Bây giờ có ai muốn mình giục phú xong không? Hay quá. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tiên IQ. Giờ mình là Tiên đây. Tiên, ok mấy bạn ơi, giờ đây là hello, xin chào các bạn, mình là Phú nè. Phú gì? Phú nè. Phú nè, Phú gì? Phú nè. Rồi hôm nay triệu chứng gì đây? Chiếc xe nó bị hư rồi Tiên. Hư chỗ nào? Biết mình gắn cục pin vô nó không chạy. Nhiều khi mày cán trong cục cứ gà xe nó thúi nó không chạy. Đấy, chạy nó bị lắc không chạy cục gà. Xe gì lắc lắc lên miêu ghê vậy? Không có đó, hồi lúc mới mua tiên mua vậy rồi mà. Có hả? Bây giờ đẩy đẩy về chơi đi. Không, chơi vẫn vui. Ok các bạn ơi, chắc nghi chơi là lại nó bị hơi cục pin rồi đó. Giờ sao không tiên? Để sửa cho Phú. Giờ cục pin chưa sửa sao? Dễ mà. Cái này dễ à, vô xin cô 20 ngàn. Vô xin cô 20 ngàn. Chơi vậy? Tiên đi mua đồ về tiên sửa. Xin nhiêu? 20 ngàn. 20 ngàn không? Cô ơi cho con xin 20 ngàn mua đồ sửa xe. Có 20 ngàn không? Mua gì sao hết? Có tờ 500 kìa, cho xin đại đại không đi. 20 ngàn. Hết tiền rồi. Rồi ơi. Hết tiền. Ít số không? Rồi. 200 kìa. 200 kìa. 500 không luôn kìa. Nè. Cô quá giàu. Nè, 20 với 500 vậy. Trời hên quá. Hên quá. Rồi không. Thôi. Thôi. Được không? Mở cục pin này ra nha. Mở rồi biết lắng lại không hết là chuyện. Đang cố gắng rồi, bỏ mà, hư rồi mà. Cái túi già. Ôi, người ta không phải còn có cái miếng nè. Sao cổ pin của người ta làm sao mình biết? Cái gì? Tao làm thì kệ tao trời. Thấy có kia miếng sắt nữa. Chút cho pin nó bự hơn hay sao? Vừa không? Chắc vừa. Vừa. Chứ không không coi lại đây mua lại nữa. Dạ. Quá trời mấy bạn ơi, bây giờ phải sửa chiếc xe của nó rồi nó mới chịu ăn với mình mấy bạn. Khổ quá mà. Là đứa trẻ chưa được lớn hoài luôn. Ghê, ghê. Xong rồi hả? Chưa. Nè. Rồi, chạy. Được không? Rồi, chạy ơi. Chạy. Nó tới đây à. Tại tao mới sửa hai cái bánh à. Chưa sửa chạy, sửa chạy tới tối luôn á. Để đi. Để đi, tối sửa. Tối sửa tới sáng hả? Ừ, tối là sửa tới sáng nha mày. Ok mấy bạn ơi, bây giờ hai anh em mình sẽ đi nướng xúc xích. Mình với là anh đi sẽ đi nướng xúc xích nha. Ok, let's go. Let's go. Chưa sửa được hay buồn. Đâu tâm trạng sao nói thẳng với bạn nghe coi. Không có gì đó. Đâu tâm trạng sao? Thì nó cũng bình thường à. Giọt nước mắt con không thể so được ai đi thôi đâu. Có khóc không? Đâu cười đây. Cười. Yeah. Ok mấy bạn ơi, bây giờ thì mình với anh Phú sẽ ướp xúc xích với ướp cá viên nha mấy bạn. Okay. Đây chính là chả cá luôn á. Mà chả cá có mấy bạn có thấy nướng bao giờ chưa? Hôm nay tôi sẽ nướng cho mấy bạn xem. Ôi dồi. Đây mãi cục. Trời ơi, nước gì trời. Ủa sao nước không vậy anh Tiên? Ủa thử ra được không? Dày quá trời. Thơm chứ à. Ơi ăn sống được á. Này ăn sống được á. Thực, thiệt. Cắn thử ơi. Cắn thử đi. Tao mới cắn rồi đó. Đừng sợ, Tiên cắn. Đó mà, cứ Tiên chưa ăn.
Thì bây giờ mày ăn thử rồi biết xúc xích sống làm sao à? Ăn thử đi. Mở ra coi nè. Đó, con thịt không à, thịt chín hết rồi. Thiệt. Đừng có lột miếng đó, lột miếng đó nướng không được. Ăn thịt đúng không? Ăn bao mũ. Được, chín rồi. Rất kỳ kỳ. Kỳ kỳ. Mà hài cũng ngon. Ngon mà. Mà Phú sợ ngăn à. Hài mai rồi, Phú đi học rồi. Đi học rồi sao? Để chết. À, không ai gửi đích vậy bà? Đâu có, Phú quý chùa đích rồi. Cứ chùa chùa cho. Chùa gì, cứ ráp bị kiếm thời gian để gấp lại. Ờ. Ban giờ mình xiên trước đi chứ thôi chút mình xỏ nó dính tay. Để Phú phụ cho. Vậy xiên đi. Phú mà đạo. Không lẽ xiên một cây xiên luôn cây xúc xích nè hả anh đi. Khùng quá. Xiên mấy viên này nè. Còn con này sao? Chút tao xiên cho. Lỡ này sao? Này lỡ rồi để đi. Xiên gì sao quắc vậy trời. Sao cái gì của anh tiên xiên được 4 cục vậy? Hả? Xiên ngu quá, xiên vậy nó không có chín đâu. Chứ xiên sao anh tiên? Nó phải hở hở rồi nè. À, hiểu à? Ngu quá. Biết rồi, để đi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ đốt than, đốt lửa lấy than. Đốt liền tiên. Đây. Dột. Lụ đạn à. Quá dữ rồi. Rồi lấy cái bao vỏ dừa lại Phú. Bao vỏ dừa không lên. Nè ghế ra. Chụp xích ra nó cháy cái bao. Không mượn đổ ra luôn. Đổ ra qua đây rồi đổ. Trong thời gian đợi có than mấy bạn ơi, hai anh em mình sẽ đi chặt mía nha. Thèm lắm rồi, thèm không? Thèm. Thèm dữ không? Thèm dữ. Giờ làm thử thách nè. Bay qua được cái mương này đi chặt mía. Đi. Bay được không? Được. Ok. Rồi bay qua đi. Từ từ, lọt á. Từ từ, bay qua. Sao quá, không đi cái đường kia chỗ hắn. Này thử thách mà. Sao qua trời. Bay qua. Được. Cố lên. Kéo quần lên. Ê. Lẹ lên. Bay qua. Trời ơi, bước cái tới rồi. Nè, Tiên bước không cái cũng tới rồi nè. Đó. Ở đây. Ra Tiên. Ở đây. Bên đó khó bài lắm. Rồi bay đi. Sao? Bay. Bước cái tới rồi, bắt chớn qua ra hai bước chạy tới phóng qua. Trời ơi phát tài cô mày ghim đó. Sao không đi? Lẹ. Sao không? Không, bước cái tới rồi. Đó. Yeah. Rồi. Rồi, gính ra. Vậy thôi á. Đó là chưa vẽ mía hả? Chưa. Để em vô lấy mát nè. Ơi đừng đâm vô lá ra nó xước rồi. Rồi để xuống. Ngồi xuống. Ôi.
không? Được. Chắc không? Này cưa không? Ghê không? Giục này vô bụi mé lại. Ghim nó xuống á. Ăn luôn rồi, đó hình tiền. Cái gì? Luôn. Ăn gì mía nướng ông nội. Đưa ra đây. Mía nhà chồng á. Chồng nội mày. Thì mía nhà nhà của cô Tư chồng. Mày chặt lại đi. Người ta phải từ từ. Khúc này ngọt lắm à. Ăn không? Thôi. Để đi. Thôi nên nướng 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 ăn. Cùng hưởng thức nha. Ghê vậy. Thưởng thức mía. Còn các bạn không ăn gì chưa? Hả? Các bạn không ăn mía gì chưa? Thôi thầy Phú cũng biết nè. Phú ăn mệt. Thầy Phú là ăn một mình. Đi. Hãy cho chín luôn. Chín nồi mà tắt lửa thao á. Chín lên lên. Đây, tôi cắt mía đây. Lên nướng cái đây. Ăn mía gì cạp ngay giữa trời, ta cạp thì trên cái đầu này đây chú. Ăn mía gì mà cạp cái khúc giữa, chút nó cầm hai khúc hai bên. Cạp trên đây nè, ăn mía chỉ đây nè. Xước cái trên đây nè, cắn nhẹ nhẹ cái xước xuống. Tao làm thử ơi. Chưa. Dục mương kìa, cho ốc ăn. Đây ừ, không? Cắn nhẹ cái. Rồi xước ra, đó, dễ hơn không? Mía không biết ăn hả? Ngọt ngọt. Tới khúc dưới đây mới ngọt. Tới khúc dưới đây mới ngọt. À. Khó quá tiền ơi. Giờ nướng nha mấy bạn. Đây. Nướng đen đen. Quá ngon. Quá xuất sắc. Để phụ phụ cho. Phụ gì? Phụ ăn hả? Quá chính xác. Không, bỏ vô cái nó cháy. Dao bén chưa? Dao hàng mắt in chi trời trời nha. Ra Nhật Bản. Con có con dao đó của là anh đi là mua bao nhiêu? 500. Dao kêu thì bán 500 mắt à. Dao mũ anh tiền. Mũ hả? Là anh đi bị lừa đó, con dao mũ á. Ừ. Dao mũ á. Trời ơi, trời ơi. Má trời. Chết mẹ rồi, mày không nướng phụ tao mày lo mày ăn. Chết rồi. Chết cha rồi, Tiên ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ôi ơi. Ôi ơi ơi. Ôi trời ơi. Thấy mụ nội rồi. Tiên thua rồi sao anh Tiên? Không sao đâu. Còn ăn đủ không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Đen như táo đào đó. Hôm nay cho Phú ăn bò viên viên trái chăm. Ngồi phút sẽ. Ginh ra mấy bạn ơi. Giờ bây giờ mình sẽ lấy xuống nha. Quá trời nó khác rồi. Chết cha bóng đêm rồi. Xúc chết bóng đêm. Chả cá bóng đêm. Xúc chết bóng đêm. Xúc chết bóng đêm. Cho thằng Phú bữa nay ăn khét một bữa.
sao cái này than nó mau chín dữ vậy ta? Tại ban ngày mình không có thấy được than đỏ hay than không đỏ mấy bạn, cho nên mình làm nó khét khét xíu mà ăn ngon lắm. Không ngon. Mời bạn ăn nha. Tôi đây không chào bạn nữa. Quốc liền không? Chưa. Phải đợi trang trí rồi. Khỏi rồi. Tiên là không có trang trí. Khỏi luôn hả? Quốc đi rồi, đi lên sửa xe nè. Rồi Quốc ơi, clip này hơi đang giãn xíu nha các bạn. Cây này không khét nhiều nè. Ăn cái này nè. Ê quên thiếu cái chén xí muội. Khỏi chấm mày ơi, nó vừa rồi. Mời mấy bạn nha. Được, có ăn trước nha. Ôi, ôi, phát cái xuống đi. Để vậy ơi. Nóng dữ rồi. Rồi, mà ngon lắm nha. Quá tuyệt vời mấy bạn ơi. Đâu rồi? Rồi. Rồi, tè le chứ gì. Quá trời. Vô nè. 2, 3, vô. 2, 3, ăn. Mời bạn. Mời các bạn cùng hứng nha. Ủa, cay dữ trời. Ngon không? Ngon. Nhất nhất. Không ăn xích chết à? Trời ơi. Thôi, không ăn tao quất hả? Ngon cái này mỏi giò quá. Mỏi giò. Phải nó ngấp dung rồi ngồi. Màu đen. Đó. Có ý không? Đây. Quá, wow, ăn mỏi giò. Cái gì? Ham ăn. Chó hả? Bạn chó mày không? Không. Mấy kia khét đen hả? Dơm. À, 2, 3, vô. 2, 3. Ăn, mời mấy bạn. Bóng đêm. Nhưng mà vậy chứ ngon lắm nha. Mời các bạn nha. Ngon à. Ôi. Còn ra khối luôn. Mà ngọt ngon không? Không được. Ngon không? Để nó đi. Mời mấy bạn. Vô. Mời các bạn. Hai, vô. 2, 3. Mấy giờ? 12 giờ chưa kể chuyện ma chơi ta. Hả? Cái này mời 2 giờ. Hay gần 1 giờ không? Ngày xưa ngay góc cây dừa này có không ăn nữa thiệt. Còn sao thì ủa có nhà còn hai cái à? Hai đơn có hai. Ừ, hai đơn của mày ở đây rồi. Rồi sao ông thấy ông mới ra lúc đó có cái chuồng heo ở đây. Ông ra cho heo ăn, cái ông thấy nhỏ nào ngồi trên ngọn cây hát như nhau á, cái ông đi vô luôn. Lúc đó là queo chân trái rồi. Cái lúc đó cái ông mới chặt cái cây xài mà nhỏ nó ngồi á. Cái nhỏ nó mới qua cây xài bên kia ngồi. Giờ còn cây xài bên kia á, ngày nào cũng thấy nhỏ đó. Mà mai buổi tối hay buổi sáng đi. Sáng tối thì cũng thấy. Rồi đâu? Bữa nào á buồn buồn á, ghẹo mình có vui không cái thôi à. Rồi đâu? Giờ cũng đâu thấy à. Giờ nó qua cái ngày cây cóc. Con nhỏ nó mặc áo gì? Cóc trắng đi qua cây cóc này nè. Có mà. Này hái cóc ăn mới giết giờ đâu có trái đâu. Nãy cũng mới lại cũng ai trái ăn á. Chút nó dí mày tới giờ mày dám ăn cóc nó. Nha. Ừ. Thì cóc nào mà có ma ngọt dữ lắm. Ngọt hơi ngọt chua. À. Cắn thử phần khác luôn hả? Ghê à. Khét quá dục trên chó à. Thấy vui cơm à. Biết không mà ta ăn xong cay rồi á. Ăn lâu quá. Ngon không? Ngon. Công tình đợi nãy giờ. Quá đã mấy bạn ơi. Cái clip hôm nay là cực kỳ đơn giản với món xúc xích và chả cá bóng đêm. Cái gì cũng phải màu đen đen nha. Vô. Vô. Đó đã. Rồi. Vô. Vô. Không.
mà ngon mà khét cũng đủ đắng rồi ha. Tại vì cái nước ớt vừa ăn. Nước ớt hả? Nước gì? Nơi nó không có nước ớt. Rồi văng à, văng à. Nhanh nhanh nhanh. Mặt à. Quá phê. Mặt kiểu phê. Quá hả mấy bạn ơi? Rồi, có chuyện rồi. Trời ơi. Còn khúc xích mày văng đâu trong đây nè. Đâu rồi? À. Quốc kìa. Quốc ông nội mày. Quốc đi. Thôi. Dạ. Rồi nó ăn xong cây xúc xích là mình ăn hết xúc xích luôn. Ăn không cái thứ ra. Tao ăn một cây xúc xích, một cây bò viên rồi mày mới ăn xong cây xúc xích. Cố ăn một cái thứ, một cây bò viên rồi. Tao 4 cây bò viên rồi đó. Mày ô nô hả? Này đâu có khét đâu. Hàng phải khét. Không khét nó chỉ đen đen thôi không khét. Ôi nó ngon. Ngon vậy mà không ăn ngu. Gọi cái chuyện hồi nãy cũng có 2 người sao chứ. Thì cái ông đốn cái cây đó đó. Để nó bay qua kia. Cái ông bán đất luôn. Rồi là bây giờ là có 2 mới là ờ, ông bán đất cho cô Tư mày luôn. Thế thôi đó ông ở đây nè. Thấy chưa? Rồi cái chuồng heo là ở đâu đi? Chuồng heo nãy trời á. Sợ chưa? Ở đây ma nhiều lắm, cái nhà bên đó là nguyên nhà ma á. Rồi tới cái cục sạch ở trên tiền. Rồi tới cái cục sạch ở trên tiền. Chưa. Tiên đấu kể chuyện ma rồi sợ. Thì đó nhà bà nít không á. Toàn là con nít không à. Nít chết á. Người ta nuôi ma con nít á. Ta nuôi luôn. Cái ông nuôi đó giờ ông chết rồi mấy đứa nít ở bản không. Tối khóc vợ vậy. Còn tới cái khúc sợ trên đi. Thì tối đó nó khóc á, rồi mấy người mà hỏi nó khúc sợ chưa, tối về nó phá cho sợ chơi. Mấy người mà không sợ á. Sợ. Ừ. Sợ chưa? Lá quần. Lá quần không? Ừ. Dữ không? Ừ. Mặt sợ làm sao? Làm mặt sợ đâu coi là. Lạ nhảm hả? Ừ. Mà sao là anh Tiên biết được? Ông Bảy kể. Ông Bảy lẽ ông Bảy sớm rồi, ông Bảy nói xạo. Đúng không? Không. Ngon quá mấy bạn à. Rồi ăn hết cây 3 cây bò viên đó nghỉ nha. Ăn đi. Cho thêm cây á. Ok. Là ăn từ thôi. Khác không? Mệt lên. Ngò quá mấy bạn ơi. Ok mấy bạn ơi, bây giờ hai anh em mình đã ăn xong rồi. Ok. Ok mấy bạn ơi. Hồi nãy đi mua đồ á, cho ông Phú cảm nhận cái cảm giác Rakim Boy là thế nào. Chạy mà ôm bay vĩnh nóng bảo hiểm. Sợ không? Sợ. Nữa không? Nếu như các bạn thấy video của hai anh em mình vui nhộn thú vị, đừng quên để lại cho hai anh em mình một like và đăng ký kênh theo dõi video mới nhất của hai anh em mình nha mấy bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn giờ thì bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye đâu. Bây giờ có ai muốn mình giục Phú xong không? Hai. Hai quá.